家族もそういう人たち。何？新ちゃん！高森くん！チュドラニョン！ダボーウィッシュ！hôm nay ダボーウィッシュ sẽ giới thiệu cho các bạn trên một mới bảo vệ cùng ダボーウィッシュ！ hôm nay chúng tôi tự tác làm bên tôi nha. Dạ. Cá dư làm từ bên tôi.Bento khí hời. Nguyên liệu bao gồm cà lốt, phô mai, cá ngừ bào, xúc xích, rau biển, cơm và mayonnaise. Shizuke là làm từ cái gì? Shizuke. Làm từ gì? Shizuke. Còn bento ten là cái gì? Bento ten là yếu nhào. Bento yếu nhào. Nguyên liệu bao gồm trứng, khoai tây, phô mai, cà chua, củ cải trắng, gà chiên, xúc xích, cà lốt.OK, xong rồi chưa? Rồi. OK, chúng tôi bắt đầu nhé. Chính sự tâm thì công trạng chỗ này trông Onigiri. Đây là Onigiri. Chính sự tâm nào là tổ nhà. Nói em được tập tập. Không, không thể được. Kazu sẽ trông không bởi Kazu Obushi. Kazu Obushi và...Nước đường, xe là nước đường Nhật Bản hơi hơi khác nhau. Hơi ngọt. Shinsuke sử dụng rong biển. Ồ, Shinsuke sử dụng rong biển để làm gì? Sẽ dùng rong biển để quán cơm. Làm chữ khai này thì sau đó là ăn chữ ngon nè.Kazu sẽ đổ cơm ra mà bột để nấu cơm. Sao? Shizuke cắt khoai tây. Trên đang cắt khoai tây để làm nón lá. Cái này phải cắt cho đều nhé. Kazu dùng rong biển để làm tóc cho heo con.Shizuke sử dụng củ cải. Bây giờ Shizuke sẽ làm cờ nhà bản bằng cà lốt và củ cải. Lôi Sinh sẽ cắt trứng thành người sao để làm cờ Việt Nam. Còn Kazu sẽ dùng phương pháp làm chữ khí hời để trang trí.Shin sẽ dùng xúc xích để tạo hình trái tim. Làm như thế nào? Cách thay đạo xúc xích ghép lại là xong rồi. Xong rồi nha, yeah! Yeah! Hình của bento này là bento khí hời. Có hai con heo, một là con heo lớn và một là con heo nhỏ. Bento đèn của tôi làYếu nhau. Con trai Nhật Bản là ninja yếu, con gái Việt Nam đội nón lá. Nếu thích bento của Kazu, hãy bento của Shizuke, hãy bên trong trang Facebook nhé. OK các bạn ơi, nếu thích video này thì share, like và subscribe nhé. Bye bye.